Đây là top 1 tổng lực chiến trang bị ở bên server S1, đó chính là anh Z4, Z4, Z4. Anh này là sát thủ anh em. Lực chiến hiện tại của anh ấy đang là 855.670 lực chiến. Server S2, top 1 tổng lực chiến trang bị anh My Melody. Lực chiến của anh ấy là 943.402 lực chiến. Server S3, top 1 trang bị Shelter Set, Shield to Share anh em. Lực chiến 924.456. Top 1 trang bị ở bên server S4, anh Sát Lâm. Lực chiến của anh ấy là 397.749. Và hiện tại là anh ta đã tháo con bét luôn đó, nên là chúng ta khá là khó để biết lực chiến thật của anh ấy. Coi top 2 là 789.542. Top 1 server S5 là anh Chipstick. Nhiều lực chiến đây, 820k lực chiến, 820.769. Server S6, đây là nhân vật top 1, anh UZZ, mà không biết tên anh em. 811.035 lực chiến. Server S7, top 1 Maosama, 850k lực chiến, 850.221 lực chiến. S8, top 1 là anh Kushin. Lực chiến của anh ấy 940.126 lực chiến, rất là cao anh em. Chúng ta sang server S9, tên là anh Pepper. Lực chiến của anh ấy 781.615. Để mình xem có phải như vậy không. Coi top 2 650, đúng rồi, vậy là lực chiến là đúng. Tại vì có một vài anh em kiểu như là họ tháo bét ga anh em, tháo bét ga đâu các kiểu á, đâu mà lực chiến họ thấp, mình phải kiểm tra kỹ càng đúng không. Và đây là người cuối cùng ở trong cái video này của chúng ta, đó chính là anh Chino, top 1 ở bên server S10. Hiện tại đây đang có số lực chiến đó chính là 945.437 lực chiến. Wow, quá cao anh em à, quá cao luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng soi hàng nhân vật có số lực chiến cao nhất trong 10 server đầu. Cái ý đồ của chúng ta như vậy đó anh em. Và nhân vật đó không ai khác đó chính là anh Chano. Nếu như mà có sai sót gì đó, anh em thông cảm giúp mình nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem anh Chano, anh ta lên được những món đồ như thế nào mà ổng lại lên được chiến kinh như vậy. Ghê thiệt. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng soi hàng nhân vật Chino. Chino hay không, đọc là Chino. Hiện tại thì anh ấy ở bên server S10 và có cái số lực chiến rất là cao, đó chính là 945k lực chiến, rất là cao luôn em. Trời, cách biệt với cái người top 2 là gần 300k lực chiến luôn. Kinh khủng. Thì mình đang xem ở trong cái bảng xếp hạng trang bị thôi, để chúng ta xem thực lực lực chiến chính xác hơn thì chúng ta cần phải luyện những cái ạc của chúng ta lên cấp cao nữa. Nên là mình căn cứ vô cái trang bị trước anh em, để thời gian sau thì mình có chính xác luôn, giống như khi mà lực chiến thật của họ mình sẽ dễ so sánh hơn nha. Cái này mà nếu như mà có sai sót gì mong anh em thông cảm. Và ok, chúng ta hãy cùng xem anh Chino hiện tại ở bên server S10 anh ta build những món đồ như thế nào nha. Hiện tại anh ấy đang có quân hàm Thiên Sứ 3, gui là gui Mawis,
chức vị là cuồng sư. Tăng cơ cực kỳ cứng cáp luôn. Quá ghê. Ở đấy đang 66 cấp. Cộng server đầu hiện tại là 66 cấp là max. Anh ấy đang mang một set đồ màu đỏ cộng 20. Và đây là cái ngoại hình của anh ấy, rất là đẹp anh em, nhìn cực kỳ đẹp. Tuy là một cái game theo cái dạng mà fantasy với lại là chibi đúng không, nhưng mà nhìn rất là ok, rất là đẹp. Và cái con game Cloud Song Vinci này là một trong những con game đang rất là thu hút trong thời điểm hiện nay. Hiện tại thì lực chiến thật của anh ấy, lực chiến level kỹ năng của anh ấy đang là 76.984 lực chiến, trang bị là 78.981 lực chiến. Best của anh ấy rất là cao, best của anh ấy vậy là thiên về best là nhiều đúng không, đa phần anh em lên lực chiến cao quá trời cao nhờ best rất là nhiều. 460.234 lực chiến, cường hóa là 58.231 cường hóa lực chiến á. Và những cái khác đó chính là anh ấy có 35.979 lực chiến. Best rất là cao luôn á, thật sự luôn á anh em, best quá cao. Rồi, coi những cái món đồ của anh ấy tẩy liền những cái dòng như thế nào. Để chủ yếu là mình sẽ cho anh em xem những cái nhân vật kiểu giống như là cuồng sư họ build đồ như thế nào. Anh em cuồng sư có thể xem tham khảo. Máu của anh ấy hiện tại đang là 193.712 máu. Vật công là 8k2, vật phòng là 12k, gần 13k, pháp phòng là 14k, rất là châu luôn. Cây kiếm Crescent. Hiện tại cái kiếm này anh ta đang lấy cái thuộc tính ngẫu nhiên là vật công, HP nhanh nhẹn, hai dòng vật công màu hồng, HP màu hồng, và hai dòng nhanh nhẹn, một cái là màu xanh dương này, xanh dương nhạt đúng không, một cái là xanh lá. Cây kiếm cộng 20. Đây những thuộc tính của cây kiếm. Rồi qua cái nón cộng 20 luôn. Anh ấy lựa chọn những cái dòng thuộc tính như là HP nè, hai dòng nhanh nhẹn và sức mạnh. Có thêm cái tuyệt kỹ luôn, rất là ngon. Tuyệt kỹ sát thủ đối với những mục tiêu HP dưới 20% gây thêm 20% sát thương. Quá khủng khiếp. Ở cái này đâu phải cái nón đâu, cái này cái khiên. Cái nón của anh ấy, cái nón sấm sét. Anh ấy có được những cái dòng như là tỷ lệ kháng bạo màu vàng, ngon, 2.1%. Máu, hai dòng. Sức mạnh cộng 8. Anh ta đang có một bộ cơn gió sấm sét. Wow. Sát thủ kiếm đang có cơn gió sấm sét anh. Cơn gió sấm sét anh em. Cái áo với lại cái nón. Bộ cơn gió sấm sét 2/2, hiệu quả bộ. Một món là chúng ta sẽ có tấn công cộng 30. Hai món thì chúng ta sẽ có bạo thương cộng 12%. Ngon ha. Ghê thiệt. Quá dữ. Qua cái dây chuyền. Cái dây chuyền cộng 20 luôn. Vật công, nhanh nhẹn và chiến lực. Cái áo sấm sét. Vật công, nhanh nhẹn, thể chất, sức mạnh. Coi hiệu quả bộ. Ngon quá trời anh em. Kiếm mấy này cũng hơi khó nha. Đôi dài. Vật công, nhanh nhẹn, chiến lực và sức bền. Anh này là đa phần là anh lấy vật công rất là nhiều. Vật công và HP rất là nhiều luôn anh em. Ông đã châu rồi, giờ ông có đam vật công rất là nhiều nữa. Trời, mạnh mẽ lắm đấy. Hiện tại đang cưỡi con đại bàng ao ảnh. Tỷ lệ bảo kích 2%, bạo thương 3%, di chuyển 55%. Dùng nhận thuốc cưỡi sử thi đại bàng ảo ảnh. Khi có linh kỵ cam trở lên level 72, mở hệ thống linh kỵ, có thể kích hoạt ngoại hình ẩn. Rồi sư gì à, sư thiếu thần thánh. Cái chữ này hơi khó đọc nha. Lực chiến là 4.000. Anh ấy đang mang một cái áo choàng cộng 15, áo choàng vua sắc đỏ. Sức mạnh, thể chất, mở ẩn một trang. Mở ẩn trang 1 nè, thể chất nè, mở lỗ ẩn trang 1, thể chất mở lỗ ẩn trang 2. Lực chiến là 1.600. Nói chung là có rất là nhiều chỉ số ẩn đồ các kiểu luôn anh em. HP 800, tấn công là 33. Để coi nhận bét đây. Ôi,
con này 2 sao, Thánh Thiên Sứ lại lên 2 sao đỏ. Mình nói 2 sao đỏ cho dễ nha. 2 sao đỏ của chúng ta nè, anh này là 5 sao, 6 sao, 7 sao, 8 sao, 9 sao, 10 sao, 11 sao á. Mình nói 2 sao đỏ cho dễ. Khi mà chúng ta được cái con Thánh Thiên Sứ 2 sao đỏ thì đam của chúng ta chỉ số tăng rất là dữ dội. Tư chất, những cái kỹ năng của anh ấy, của con bé này, kỹ năng bún có của bé, khi xuất chiến chủ nhân tăng thêm nhanh nhẹn, khi bị tấn công 20% phản đòn, 25% sát thương cho mục tiêu. Hợp vậy, hay vậy. Bạo thương của bé tăng 30%, tấn công công bằng bé, tăng tấn công bằng cấp bé, nhưng ả này tăng thêm tấn công. Rồi, chống đỡ đòn, chống đỡ cao, tăng pháp phòng, khi xuất chiến chủ nhân tăng thêm nhanh nhẹn, này cũng tăng thêm nhanh nhẹn hai cái. Rồi khi bị tấn công có 20% phản đòn, ô hai cái phản đòn luôn hả, ngon thế. Rồi hai cái tăng nhanh nhẹn nữa, ngon dữ. Là con bé tiếp theo, đây là con bé hổ xương băng. Bé này là cũng đã lên 2 sao đỏ rồi, gây ra rất là nhiều đam luôn á. Tự chất rồi, 50% giúp chủ nhân chịu hiệu quả khống chế, 50% giúp chủ nhân chịu hiệu quả. Vậy là bị khống chế có thể là có khả năng là mình sẽ không bị bé nó chịu. Ồ cũng hay ha, cái này hay. Cái đó là theo cái cách hiểu của mình, không biết phải hay không nha. Giúp bé giảm 20% thù hận, khiến mục tiêu giảm 8% tấn công, duy trì trong 3 giây. Câu tiếp theo, rồng viêm đấu 2 sao đỏ. Rồng viêm đấu này mình thấy là hầu như anh em nào cũng sử dụng. Đại chiêu rất là ngon ở chỗ là, thứ nhất nó gây ra một cái lượng đam cố định, từ từ nó tăng mỗi đất rồi thấy không. Và cái giúp cho con rồng viêm đấu này được sử dụng nhiều nữa ở chỗ cái kỹ năng, khi mà đối phương mà bị mất máu, đam của nó sẽ tăng thêm rất là cao luôn nè. Nếu như anh em tăng cao thì tầm khoảng 20% máu, nếu mà đối phương còn khoảng 20-30% máu á, khạc con này là khả năng là dứt điểm đối phương luôn á, cực kỳ khủng khiếp. Thực chất hiện tại là có là gì, bị tấn công là có 20% phản đòn, 8% sát thương, này là tăng nhanh nhẹn cho chủ nhân, cái này là sẽ giúp cho chủ nhân tăng sức mạnh và khiến mục tiêu giảm tấn công và duy trì trong 3 giây. Đó, một dàn bét. Này bét tấn công nè, bét chủ chiến, những con hỗ trợ. Hỗ trợ giờ gồm có là gấu băng. Gấu băng có ngoại hình đẹp quá ha. Cái chiêu của nó, cái con gấu băng này khá là ngon ở chỗ là nó nhảy vô bản thân của chúng ta. Thứ nhất là sẽ tăng cho chúng ta một lớp giáp á, lớp máu giáp đó. Rồi khi mà chúng ta bị tấn công sẽ phản đòn lại sát thương, rất là ok luôn á, này ngon. Rồi con tiếp theo, rồng bảo táp. Từ chất không có. Đây rồng kiếm cương, chiêu của nó là bất tử anh em, giúp cho chúng ta có thể bất tử trong 3.8 giây miễn dịch á, bất tử. Con này là nó sẽ khống chế đối phương, có 60% làm cho đối phương bị định thân. Hồn thiên nhiên, anh này đã lên 2 sao đỏ hết trơn luôn rồi. Hồn thiên nhiên giúp cho chủ nhân hồi HP bằng lượng pháp công của bé và hóa giải tất cả trạng thái bất lợi, sau đó là kháng khống chế tôi làm. Ngon quá vậy. Nhưng mà cái này là chỉ là những con bé chợ thôi. Rồi con này là gì, ngưng nguyệt. Ngưng nguyệt nhìn rất là chất luôn anh em, rất là chất luôn. Chiêu của nó là đột kích mục tiêu chỉ định liên tiếp 4 lần, gây ra 531% sát thương vật lý, 2 sao đỏ. Đó anh em thấy là top 1 lực chiến ở trong 10 xe bờ đậu thôi, mình nói cầm đầu ha. Mình vẫn chưa có biết là cầm phía sau là xe bờ 11
đến xem là F20, 21 thôi biết sao rồi đó. Có những cao thủ hay không, nhưng cái đó mình không biết. Nhưng mà mình thấy hiện tại là anh Chano, hiện tại anh ấy đang có số lượt chiến rất là cao. Có thể nói là anh này là top 1 lượt chiến liên server trong cộng đồng, nói chung là vậy. Còn nếu như mà có cái gì đó mà sai sót hay thiếu sót gì đó, anh em cứ comment phía bên dưới giúp giúp mình nha anh em ơi. Tại vì hiện tại là mình chỉ có đủ khoảng 28 cấp thôi. Đó, luyện 10 server lên trời cực khổ lắm mấy ông. Để mình xem cái trang bị mình muốn, là mình xem chính xác luôn cái lực chiến hiện tại của đối của người ta luôn, là giống như là thuật sĩ sát thủ rồi có bao nhiêu lực chiến á, như vậy nó dễ. Nhưng mà cái đó yêu cầu cấp cao nữa nên là liệu cũng hơi khó. Cái khúc này thì hơi thiếu sót tí, anh em thông cảm giúp mình nha. Và anh em có thể nhìn thấy đây là cái nhân vật ở CVS 10. Thật sự là ban đầu mình cứ tưởng là ở bên CVS 2 là nắm chùm rồi, sau đó là có thêm một cái anh nhân vật ở bên CVS 8 nữa, khủng khiếp nữa. Nhưng cuối cùng là CVS 10 lại là người lấy top 1, quá dữ, anh Chano CVS 10. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LND của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.